người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời. Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy, còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ. Để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm: giấc mơ để từng chiều lại nghe.